Thưa cô bác anh chị, ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt ở góc đường Phan Chu Trinh cắt với đường Lê Thánh Tôn. Ở kia đang là khách sạn Ngân Hà này, một cái khách sạn mà trước đây thì những cái người quen của Tuấn Dương khi mà về Sài Gòn thường hay thuê mướn. Nhưng ngay lúc này thì những người khách quốc tế cũng như là Việt Kiều chưa có được về Sài Gòn, người ta cũng chưa muốn về nên các cái khách sạn ở đây thì vẫn đang bị bỏ trống. Đây, phía trước này cô bác nhìn cái tòa nhà phía đường Phan Chu Trinh. Đây là những cái tòa nhà cũ, nó vẫn được giữ nguyên cái hình dáng kiến trúc ban đầu, gồm có một trệt và hai lầu. Phần trên thì cô bác nhìn là cái mái tôn nó đã bị rỉ rồi. Đây là khu vực cửa Tây của chợ Bến Thành. Đây thì cái mặt bằng này là khoảng 2 năm trở lại đây sạp để đóng cho thuê mà vẫn chưa kiếm được khách mướn. Bên này là các cái điểm thu đổi ngoại tệ, trung tâm vàng bạc đá quý Bến Thành. Đây cũng là một cái dãy nhà cổ nữa các bạn này, nhìn ngay cái phía trước mặt, phía mặt tiền có đầu một con sư tử. Đi vào chợ đây các bạn, đây là cái cổng số 8. Thì lúc này những người đi chợ đó là đi rồi trong chợ thì nguyên cái dãy chợ phía trước mặt của các anh chị nhìn là họ treo những các cái tấm ni lông để ngăn người bán và người mua tiếp xúc trực tiếp với nhau, chống giọt bắn. Ra vào thì đều có các bác bảo vệ kiểm soát. Giữa người bán và người mua tiếp xúc trực tiếp thì các cái dãy mặt tiền này các bạn nhìn, người bán hàng để bày một cái dãy ghế sát ra phía bên ngoài, căng dây để một cái chai cồn ở đó. Ai mua thì đứng ở phía bên ngoài, không có vào trực tiếp ở trong gian hàng để tránh lây nhiễm. Những cái ghế này người ta úp ngược lại, sau đó căng cái sợi dây. Người bán hàng thì ở phía bên trong, người mua thì đứng ở phía bên ngoài, không có tiếp xúc trực tiếp với nhau. Đây, cái khu này là các cô chú bán bông với hoa quả. Tuấn Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Hôm nay là mùng 1 âm lịch và cũng chỉ còn 3 tháng nữa là chúng ta sẽ đón Tết Nguyên Đán. Còn ngày hôm nay đã là ngày mùng 5 tháng 11 rồi. Chỉ còn khoảng gần 2 tháng nữa là chúng ta đón Tết Dương Lịch và 3 tháng nữa thì chúng ta sẽ đón Tết âm lịch. Ngay lúc này thì thời tiết Sài Gòn trời nắng, nhiệt độ ước lượng vào khoảng 32-33 độ. Lúc này thì Sài Gòn cơ bản là đã bớt dịch. Tuy nhiên thì chính quyền thành phố cũng vẫn cảnh báo người dân là không nên lơ là mất cảnh giác, bởi vì dịch có thể quay lại bất cứ lúc nào. Đó, cái xe này nó ép mình rồi các bạn. Đó, xe này đưa mọi người đi vào trong bệnh viện Đại học Y Dược. Xin phép được nói tiếp, đó là
chính quyền thành phố thì vẫn cảnh báo người dân là không nên lơ là chủ quan mất cảnh giác, bởi vì bây giờ còn có ngoài cái biến chủng Delta thì còn có Delta Plus gây nguy hiểm, cái mức độ nguy hiểm còn khủng khiếp hơn là cái biến chủng Delta. Và nhiều người dân thì sau cái một thời gian dài bị hạn chế di chuyển cũng như là cách ly thì lúc này một số người đã lơ là, đặc biệt là ở những các cái nơi công cộng như là quán ăn, rồi công viên, rồi các cái khu vui chơi thì nhiều người không có giữ được cái khoảng cách an toàn là khoảng 2 mét và vô tư thản nhiên cười đùa, không có đeo khẩu trang. Thì trên thực tế thì thành phố cũng thỉnh thoảng cũng có xử phạt những các cái trường hợp mà không mang khẩu trang hoặc là ăn uống mà không giữ khoảng cách ở cái nơi công cộng. Tuy nhiên thì cái lực lượng chức năng để mà xử phạt còn mỏng, không có thể bao quát hết được tất cả. Vì vậy người dân thì cần phải tự bảo vệ mình, tự bảo vệ mình. Đây đang là góc đường An Dương Vương cắt với đường Nguyễn Tri Phương. Quẹo trái thì chúng ta sẽ đi về ngã 6 Nguyễn Tri Phương. Đi thẳng thì chúng ta sẽ đi về phía khu vực chợ An Đông. Còn quẹo phải thì sẽ qua cầu Nguyễn Tri Phương, rồi sau đó qua cầu Chánh Hưng ở bên quận 8. Đường phố Sài Gòn thì lúc này về cơ bản thì cũng đã đông trở lại. Người dân từ các tỉnh lên thành phố lúc này thì không có bị hạn chế. Tuy nhiên thì cái việc đi ra vào giữa các tỉnh, đặc biệt là những các cái tỉnh miền Tây hoặc những cái tỉnh miền Đông thì cũng có gặp một số những cái khó khăn nhất định. Lý do là nhiều tỉnh bây giờ vẫn đang siết chặt cái công tác phòng chống dịch, đặc biệt các cái tỉnh như là Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang, rồi một số tỉnh ở Tây Nguyên như là Đắk Lắk, Kon Tum, thì cái số lượng ca nhiễm Covid bây giờ tăng rất cao, rất mạnh. Còn hiện nay thì ở Sài Gòn cái số lượng ca nhiễm đã dần được kiểm soát, chỉ quanh quẩn cái con số là khoảng 1.000 ca. Và thành phố cũng đang tính chuyện đâu đó vào khoảng tháng 12 thì dự kiến là sẽ có thể đón được khách nước ngoài. Đây, bên tay trái của mình là chợ An Đông này các bạn. Kế đó là tòa An Đông Plaza. Thành phố dự kiến là sẽ đón khách du lịch nước ngoài. Để hy vọng là khi mà đón được khách nước ngoài, khách quốc tế thì tình hình kinh tế ở Sài Gòn sẽ được cải thiện, đặc biệt là các cái quận trung tâm. Thông thường các quận trung tâm ở Sài Gòn đó, thì Dương sẽ đi vào đường Trần Phú, ngày xưa là đại lộ Nguyễn Hoàng. Thông thường những các cái cơ sở kinh doanh lưu trú này, khách sạn này, rồi các cái công ty tổ chức tour lữ hành thì đa số ở trung tâm quận nhất. Cô bác thấy cái khu phố này chuyên bán tranh này, tranh vẽ, tranh chép, tranh sơn dầu, khung tranh lấy liền, tượng Phật, nhận viết thư pháp theo yêu cầu, làm khung lấy liền. Ở đây là số 231 đường Trần Phú, tranh tượng Phật, rất nhiều các cái kiểu tranh. Các cơ sở lưu trú cũng như là văn phòng bán vé tour du lịch thì khoảng 2 năm trở lại đây thì rất nhiều những các cái nơi mà trước đây kinh doanh làm ăn buôn bán thuận lợi thì đã phải trả mặt bằng,
nhiều cái phòng vé là đóng cửa không có hoạt động. Nhân viên hướng dẫn viên du lịch thì bây giờ đi làm những các cái công việc trái ngành nghề. Đây có một cái quán gà ta Bảo Anh, quán này cũng khá đông. Quán này của mẹ con ca sĩ số 131 Trần Phú, ngay góc Trần Phú cắt với Lê Hồng Phong, chuyên bán gà ta. Sau lưng cái dãy nhà này thì có một cái căn nhà cũ cổ ngày xưa. Con đường Trần Phú là đường một chiều. Không biết trước năm 1975 thì nó có phải là đường một chiều hay không. Còn con đường Hùng Vương thì lại cũng một chiều nhưng mà theo cái hướng ngược lại. Thường là các cái tuyến đường thì tổ chức theo cặp. Một chiều xuôi thì lại có một cái con đường song song với nó theo cái hướng ngược lại. Hướng này chúng ta đang đi về ngã 6 Cộng Hòa. Những cái xe hơi này đậu ở đây thì có các cái quán cà phê ở ven đường cũng như là công viên. Người ta sẽ ra đây uống cà phê hoặc là tập thể dục. Lúc này là công viên Âu Lạc, ngay ngã 6 Cộng Hòa, nằm giữa hai con đường là Trần Phú cắt với Trần Phú và Hùng Vương, giao cắt với đại lộ ngã 6 Cộng Hòa. Tuấn Dương sẽ đưa cô bác anh chị chúng ta đi vào đường Hồng Thập Tự, ngày nay là Nguyễn Thị Minh Khai. Nhìn hai hàng cây, cái thân cây, có những cái cây gỗ thì đen, có những cây thì cái vỏ cây nó màu trắng và tán lá rất là xum xuê. Tuy nhiên cái mùa này Tuấn Dương để ý thấy các cái công nhân môi trường người ta thường hay đi cưa cắt tỉa cành. Những cái cảnh gãy đổ, họ phải dùng cái thang. Đây là ngã tư Cống Quỳnh cắt với Nguyễn Thị Minh Khai. Trước mặt camera đang là bệnh viện phụ sản Từ Dũ. Bác đi khám bệnh chờ bên ngoài, lúc này rất khó để vào bên trong, không có thể ra vào hoặc là thăm nuôi như ngày xưa nữa rồi. Chỉ có thể hay là người khám thì phải vào sàng lọc, khai báo y tế, và phía bên bệnh viện thì cũng hạn chế những cái người không có nhiệm vụ ra vào bệnh viện. Trước đây thì chúng ta có thể đi vào thăm nuôi hoặc là giao đồ ăn thức uống vào trong bệnh viện, nhưng lúc này cái việc ra vào ở tất cả các bệnh viện thì đều được kiểm soát.
thuê nhà chính chủ. Các căn nhà chính chủ mà cho thuê ở Sài Gòn lúc này thì mọc lên như nấm. Mọc lên như nấm, không phải là nấm sau mưa mà là sau đại dịch. Cho thuê mặt bằng, cho thuê mặt bằng. Đây cũng cho thuê mặt bằng. Bên này là quán karaoke Nice. Các quán karaoke thì chưa biết khi nào được phép mở trở lại. Trước mặt của ba anh chị đang là góc giao lộ Cách mạng tháng 8 cắt với đường Nguyễn Thị Minh Khai. Quẹo trái là chúng ta sẽ đi về khu ngã tư Bảy Hiền, quẹo phải là đi về ngã 6 Phù Đồng. Tiếp chúng ta sẽ đi hướng về phía công viên Tàu Đàn. Chạy xe ở Việt Nam và các bạn, là đối với những người mà chạy xe gắn máy thì khi mà người ta chuyển làn đó, người ta không có bật xi nhan rẽ phải hay rẽ trái. Đôi khi xe hơi cũng vậy, nhưng mà xe hơi thì do những người lái họ học hành nó kỹ lưỡng hơn một chút thì họ còn bật xi nhan. Đây đang khai báo y tế. Không biết làm cái gì mà tập trung khá đông người. Bác ơi, bên kia là cấp căn cước rồi hay làm gì bác? Cấp hộ chiếu. Hộ chiếu đi nước ngoài đấy. Ủa sao họ không cấp ở Nguyễn Du nữa mà lại cấp ở đây bác? Nguyễn Du rời qua đây ạ. Dạ, rồi con cảm ơn. Bây giờ Nguyễn Du cấp hộ chiếu, ở Nguyễn Du rời qua đây rồi. Theo bác xe ôm cho biết. Đấy, bên phải này là công viên Tàu Đàn này. Các anh ấy đang đá cầu. Đấy. Nhảy tanh tách. Đó, họ đá cái trái cầu không kịp rớt xuống đất. Rồi chúng ta đi tiếp. Tầm này là hơn 9 giờ. Những người còn đá cầu và lúc này thì họ không phải đi làm. Thông thường ở đây những người mà có nhà mặt tiền cho thuê mướn, hoặc là những người làm kinh doanh tự do thì họ có nhiều thời gian hơn. Đây, Tuấn Dương sẽ quẹo phải đi vào đường Huyền Trân Công Chúa. Con đường này cái lúc dịch ấy, là không thấy một bóng dáng chiếc xe hơi cũng như là xe gắn máy. Ngày hôm nay thì thấy xe hơi đậu để uống cà phê cũng đã khá nhiều.
sau lưng của Linh Thống Nhất để các bạn có những cái quán mái lá. Có những cái quán mái lá, đây là quán cà phê. Trong này thì vừa có chỗ đậu xe hơi và sân rộng. Cảnh quan thì đẹp. Cũng Dương cũng nếu mà có thời gian rảnh thì cũng hay vào đây để ăn uống. Còn nếu mà chúng ta muốn vào Linh Thống Nhất thì chúng ta sẽ đi cái hướng phía đằng trước. Ta cùng đi tiếp. Đang di chuyển mà lại có những cái cuộc điện thoại, Tấn Dương phải tấp vào lề. Người đi nhặt ve chai đó các bạn, họ đi ngược chiều luôn. Đấy, trước mặt của ba anh chị là cái quán cà phê 77, một cái quán có mặt tiền rất rộng. Lúc này cũng chưa có buôn bán gì hết, vẫn đang đóng cửa. Hướng này là đường Nguyễn Du đây. Chúng ta đang có mặt trên con đường Thủ Khoa Huân đây, số 42 Thủ Khoa Huân. Adora Hotel ở Hè Salon Đức. Ở đây là góc ngã tư Thủ Khoa Huân cắt với đường Lý Tự Trọng. Lý Tự Trọng ngày xưa có tên là đường Gia Long. Sao cho tiền mua loa mà anh thấy em vẫn dùng cái loa cũ? Dạ, loa khác ạ. Dạ. Loa khác là sao? Cái loa này loa khác chứ không có loa cũ. Dạ. Loa này loa khác à? Đúng rồi, đúng rồi. Sao nghe vẫn tiếng vẫn không có hay ấy? Dạ, tại vì nó hôm trước em cũng lựa kỹ dữ lắm. À. Dạ dạ, đây đây, cái này là anh nhận thử nè. Đây là loa này mua mới rồi ấy gì? Dạ đúng rồi anh. À. Dạ. Rồi. Ờ rồi rồi thôi được rồi. Dạ cảm ơn anh. Ờ rồi đi đi em. Dạ. Em này hôm trước có cho 4 triệu để mua loa. Sao không lấy nón mà đội vô? Dạ đội nón khó đi lắm mà. Đội nón khó đi á? Dạ đúng rồi, nó khó. Nó có cái cảm giác đi. À rồi. Rồi em đi nhá. Em đã mua cái loa mới rồi. Hôm trước chú Hùng cho tiền mua loa mới. Em nói là không có đội nón vào là khó đi, cứ đầu đội nắng đi bán hàng như vậy thôi. Thưa cô ba anh chị, ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt ở góc đường Phan Chu Trinh cắt với đường Lê Thánh Tôn. Ở kia đang là khách sạn Ngân Hà này, một cái khách sạn mà trước đây thì những cái người quen của Tuấn Dương khi mà về Sài Gòn thường hay thuê mướn. Nhưng ngay lúc này thì những người khách quốc tế cũng như là Việt Kiều chưa có được về Sài Gòn, người ta cũng chưa muốn về nên các cái khách sạn ở đây thì vẫn đang bị bỏ trống. Đây, phía trước này cô bác nhìn cái tòa nhà phía đường Phan Chu Trinh. Đây là những cái tòa nhà cũ, nó vẫn được giữ nguyên cái hình dáng kiến trúc ban đầu, gồm có một trệt và hai lầu.
trên thì cô bác nhìn là cái mái tôn nó đã bị rỉ rồi. Đây là khu vực cửa Tây của chợ Bến Thành. Đây thì cái mặt bằng này là khoảng 2 năm trở lại đây sạp để đóng cho thuê mà vẫn chưa kiếm được khách mướn. Bên này là các cái điểm thu đổi ngoại tệ, trung tâm vàng bạc đá quý Bến Thành. Đây cũng là một cái dãy nhà cổ nữa các bạn này, nhìn ngay cái phía trước mặt, phía mặt tiền có đầu một con sư tử, kiến trúc của Pháp. Tòa nhà này cũng được yêu cầu là bảo tồn các bạn ạ. Thì cứ hàng năm là nhà nước tới quét vôi. Kiến trúc với cái kiểu là cửa chớp này, ở trên là có cái đầu con sư tử. Phần mái là lợp ngói và mình đã nhìn thấy rêu phủ kín, rêu đen xì luôn. Khúc này đang là cửa Tây của chợ Bến Thành. Lúc này thì chỉ có một số những cái chiếc xe gắn máy của các bác xe ôm hoặc là những cái người đi chợ, người ta để ở phía đằng trước. Khoảng 2 năm trở lại đây thì không thấy bóng dáng một cái chiếc xe du lịch nào chở khách tới cái khu vực chợ Bến Thành này. Trước đây thì khi mà khách quốc tế hoặc là Việt Kiều đó, đi theo tour, cái tour mà tham quan chợ Bến Thành cũng là một cái tour mà được nhiều người ưa chuộng. Đây đang là cửa Tây của chợ Bến Thành các bạn. Phía công trường Quách Thị Trang thì vẫn đang rào chắn lại để xây dựng cái tuyến metro ngầm ở dưới đó. Đây có những cái điểm giữ xe cho khách đi chợ. Và ở Sài Gòn các bạn, người ta thường hay để những các cái bình nước ở ngoài đường này. Ai khát thì có thể tự lấy nước để uống. Đây cũng là một cái nét khác biệt giữa Sài Gòn và các tỉnh khác. Người Sài Gòn rất là mến khách, giúp đỡ khách thập phương cũng như là những người có hoàn cảnh khó khăn. Đi vào chợ đây các bạn, đây là cái cổng số 8. Thì lúc này những người đi chợ đó là đi rồi trong chợ thì nguyên cái dãy chợ phía trước mặt của các anh chị nhìn là họ treo những các cái tấm ni lông để ngăn người bán và người mua tiếp xúc trực tiếp với nhau, chống giọt bắn. Ra vào thì đều có các bác bảo vệ kiểm soát. Đi dô thì các bác ấy chỉ là có lối đi dô riêng. Đi dô thì có đo thân nhiệt, rồi khai báo y tế. Lượng người đi chợ lúc này cũng chưa nhiều các bạn ạ. Giữa người bán và người mua tiếp xúc trực tiếp thì các cái dãy mặt tiền này các bạn nhìn, người bán hàng để bày một cái dãy ghế sát ra phía bên ngoài, căng dây để một cái chai cồn ở đó. Ai mua thì đứng ở phía bên ngoài, không có vào trực tiếp ở trong gian hàng để tránh lây nhiễm.
Đây cái hướng này cũng vậy luôn. Các bác nhìn này. Những cái ghế này người ta úp ngược lại, sau đó căng cái sợi dây. Người bán hàng thì ở phía bên trong, người mua thì đứng ở phía bên ngoài, không có tiếp xúc trực tiếp với nhau. Đây cái khu này là các cô chú bán bông với hoa quả. Đây là con đường Lê Thánh Tôn. Đây, phía trước cô bác nhìn cái tòa nhà Việt Nam Booking này. Cái văn phòng bán vé. Lúc này bán vé máy bay hoặc là vé du lịch, bán tour du lịch thì cũng không có khách. Bán bông thì cũng không thấy người mua. Hôm nay thì là ngày mùng 1 âm lịch các bạn ạ. Có cái sợi dây căng ở phía đằng trước này. Hoa rất đẹp nhé. Đó, trời đẹp luôn. Cáp điện thoại nhìn như một đám rừng luôn. Ủa mà bây giờ điện thoại cố định họ đâu có xài mấy đâu anh? Có. Ủa vẫn còn luôn á? Đấy, nhìn này như đám rừng á.